các bác anh em đã quay trở lại kênh YouTube của bên Huân Hoa nhé. Hôm nay tiếp tục lên sóng cho các bác một lô loa full bass 30 và full bass 25 của hãng Cát Kinh. Đây là cái mặt lưới của nó này, rất là xịn sò luôn. Đấy, mình nhìn lại chữ Cát Kinh này, in dập hình chân con mèo. Đây là cái căng của nó, full bass 30 thùng cân nhá anh em nhá. Này em chưa có lau chùi hết. Đây bọc bóc một chiếc ra để cho anh em xem qua một chút. Sau đó sẽ quay review chi tiết cho các bác xem ở đây. Đây em tháo ra để kiểm tra xem bát chép có bị lai hay là bị cháy gì không. Sau đó xem em lau chùi và đóng gói lại. Thì sau khi vệ sinh xong nó sẽ đẹp tương đối. Ở đây thì em có 9 cặp loa full bass 30. Đấy, 9 cặp loa full bass 30 nhá anh em nhá. Nó của hãng Cát Kinh, bass rất là khủng, nhìn rất là đẹp luôn. Và 2 cặp full bass 25. Đây là 2 cặp full bass 25. Thì đây là cái loa bass 30 nó cắm sẵn nhạc đây rồi. Bây giờ sẽ mở test thử nhạc cho anh em nghe thử chất của nó luôn. Chi tiết cho bác cái củ bát của nó cũng như củ chép bên trong và phân tần rất là đẹp. Thùng bát là cân nhá, hai cái tay xách hai bên này rất chắc chắn luôn. Ở đây thì em sử dụng cái cục đẩy vào con vang BS để test thử thôi, nhạc lấy trực tiếp từ trên YouTube xuống. Đấy. Bây giờ quay chi tiết cận cảnh cho em hai cặp loa full 25 trước nhá. Đây là cặp full 25 của nó, giá rất hợp lý cho anh em chơi. Cái này thì khi về Việt Nam thì nó cái gân của nó bị mục rồi, thì cái này thay thì đơn giản thôi. Cặp full bass 25 củ rất là to, củ rất là to nhé. Đấy, côn con này là tầm cỡ 63 anh em nhé, côn tầm 63 hãng Cát Kinh này. Đấy, củ bass chính hãng Cát Kinh luôn, có hình thân con mèo này, có nhiều ạ. Đấy, có thông tin của website luôn, catkinh.com.cl, một sản phẩm loa chính hãng đến từ thương hiệu Cát Kinh. Đây là bát này, đây là củ chép nhá. Đây là củ chép, em tháo ra cho các xem. Đấy, củ chép đây cũng là của Cát Kinh, côn 44,4. Bên trong này là phân tần, nhìn các bác nhìn từ xa có thể thấy được cái mạch phân tần nó luôn, cũng là chính hãng luôn. Đấy, chính hãng Cát Kinh từ con tụ cho đến con trở. Thùng cân, thùng gỗ giấy nệm rất là đẹp. Bây giờ sẽ quay sang cặp loa full bass 30 cho các bác xem cái nội thất bên trong từng chiếc nhé. Đấy, bác nhìn này, cả tất toàn bộ cái lô này là bát chép đều zin theo loa. Đấy, không có lai cặp nào hết và sống toàn bộ 100%, không bị sửa chữa hay là cuốn lại một chiếc nào hết. Các bác xem này, chỉnh lại cái gì? Đây các bác xem củ bát này. Đấy, củ bát nó rất là chất luôn nhá. Em tháo ra các bác xem này. Ở trên loa thì có, ở trên cái cụm từ thì có cả cái điện thông tin rất là rõ ràng của hãng catking.com.cl này. Đấy, tem hình dấu chân con mèo nhá.
bát này, chúng ta nhìn cái bát rất là đẹp, bát khủng. Công suất là định mức của một chiếc loa bát 30 này là ở đằng sau người ta ghi thông số là 450W nhá, công suất rất là lớn. Dòng này nãy em test những cái bài nhạc trữ tình hoặc nhạc bolero ấy thì tính chép của nó lên rất là mịn, hay, mịn tơi sáng. Bát đây, giải tần đã ứng nó tận lên tới 53 Hz cho tới 18 kg. Củ bát này to nhầy mà. Củ bát này phải tầm cỡ côn 63 các bác ạ. Đây là mặt màng trên của nó này. Chi tiết luôn các bác xem, đấy các bác anh chị xem. Đấy, bát lục giác rất là cứu. Nhìn cái xương này biết là loa xịn hay không, biết ngay. Đây củ chép này. Đây củ chép của nó này. Củ chép họng là họng nhựa nhá, nhựa luôn. Đấy củ chép này, cắt kinh côn 44,4. Để quay phần tần cho anh em xem. Quay phần tần cho các anh chị xem. Đây, trời ơi. Một chiếc loa xịn thì không thể thiếu cái phần tần nó đẳng cấp. Trên các con tụ cũng có cả tụ riêng của hãng luôn. Một cái hãng rất là lớn ở trên bên Trung Quốc anh em nhá. Một hãng rất cực kỳ lớn luôn. Cặp loa xịn sò như thế này, hàng hãng. Thì các bác anh chị mua thì em sẽ báo giá cho anh chị là 8 triệu đồng một cặp nhá. Loa Cat King Bass 30 nhá. Báo giá cho các anh chị chơi cặp này với tầm giá 8 triệu đồng. Anh em sẽ sở hữu được cặp loa Cat King Bass 30 này. Anh em nào ở xa mua gửi qua đường bưu điện, các bác vui lòng đặt cọc cho em 500 tới 1 triệu em sẽ nhận hàng. Số tiền còn lại các bác nhận hàng và thanh toán nốt. Đó. Tất cả những cặp loa này đã gửi ở xa, bác mà muốn COD thì bắt buộc phải đặt cọc thì em mới gửi hàng. Đây các bác xem này. Đó. Rất là đều hay. Đây là cái ếch căng nó, bác nhìn ếch căng nó như này cơ mà. Loa hàng linh tinh vớ vẩn làm sao mà bằng được. Mặt căng nhá. Chi tiết thì thứ một cho bác xem này. Đấy, lưới này. Lưới xịn cực kỳ luôn. Đây lưới này, cắt chữ CMC bằng cắt ở đây luôn. Đằng sau này nhá, đây các bác nhìn này, đằng sau phễu này cũng của hãng luôn, không phải hàng vớ vẩn đâu. Từ con ốc này, từ con ốc trở đi có tên chữ Cat King nha các bác nhìn này. Đây thấy nhá các bác nhìn này ạ. Đây ở trên ốc lục giác này cũng có chữ Cat King, à Cat King Bottle Audio Professional. Lưới này là chúng ta sử dụng cái này để gông lại nhá. Này, ốc hai bên để gông lại. Chung là nhìn tổng thể từ vỏ thùng cho tới toàn bộ mọi thứ nó đều đẹp, đều xịn. Với cái giá tầm 8 triệu thì gần như là không có đối thủ nào có thể ăn lại được cái cặp loa này. Bây giờ sẽ quay cái thông số đằng sau cho anh em xem này. Thông số đằng sau như các bác xem. Đây. Thông số này. Mắc là 650W, độ nhạy là 92 dB cộng 3 dB, trở kháng 8 ohm, công suất là 450W. Đấy. Full range single là tín hiệu full range là input vào là đấu sẽ câu vào cổng 4 cộng 1 trừ trên jack logic. Cắt kinh sâu rất là chất. 450W một hộp là một chiếc nha anh em nhé. 2 triệu là 900W, cặp là 900W. Rồi ok, bác nào muốn mua thì nhu cầu hãy liên hệ tiếp sang bên cửa hàng điện máy Huân Hoa Audio Đông Anh Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo nhé.